cuộc đời nhiều biến cố của Phi Nhung. Thưa quý vị, Phi Nhung hát bông cỏ mây trong bộ đồ bảo hộ, khẩu trang đeo che chắn và phụ họa bằng những động tác nhí nhảnh khi đi làm thiện nguyện trong thời dịch. Đó là những hình ảnh, ký ức cuối cùng mà nữ ca sĩ để lại trước khi qua đời. Trang Facebook của nhiều người thân, đồng nghiệp, giới mộ điệu đồng loạt đổi avatar đen trong ngày 28 tháng 9 như một lời tiễn biệt nữ ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Năm 1993 được xem là cột mốc để đánh dấu sự thay đổi, phân tách hai mảng trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của nghệ sĩ có tên Phi Nhung. Nếu trước năm 1993, tuổi thơ của cô là mảng tối với chuỗi ngày cực khổ, trầm luân, tổng kết về quá khứ, Phi Nhung từng bày tỏ: "Lúc nhỏ, tôi là đứa trẻ thiếu tình thương. Cô sinh ra trong chùa, có cha là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam. Một tháng sau khi chào đời, Phi Nhung được ông bà ngoại đón về nuôi. Mẹ cô đi bước nữa và Phi Nhung có thêm 5 người anh em cùng mẹ khác cha trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Học hết lớp 6, Phi Nhung phải nghỉ giữa chừng để theo đuổi công việc thợ may, phụ giúp gia đình. Không lâu sau, mẹ của cô đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn. Cô và các chị em lại nương nhờ bên nhà ngoại. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, Phi Nhung lại tiễn biệt bà ngoại về thế giới bên kia. Những ngày tháng vất vả nối tiếp khi cô thay cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ các em. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đã chôn vùi ước mơ làm ca sĩ thuở nhỏ của Phi Nhung. Thế nhưng, những bài cải lương, dân ca khi ấy lại là nguồn vui duy nhất của cô bé 13 tuổi. Đến năm 1989, Phi Nhung được người quen bảo lãnh sang Mỹ. Nơi xứ người, cô vẫn miệt mài với nhiều công việc, từ rửa bát thuê đến bưng bê phục vụ ở nhà hàng. Thời gian khác trong ngày, cô làm thợ may để kiếm tiền gửi về nuôi các em ở quê. Cô từng tâm sự: "18 tuổi, tôi không dám ước mơ về những bộ cánh đẹp, son môi hay kiểu tóc mới. Tóc dài, tôi còn tự cắt cho đỡ tốn tiền. Cô đơn, vất vả, Phi Nhung chỉ biết lấy âm nhạc làm bạn. Trên xe hay trong phòng trọ chật chội, cô thường xuyên mở những ca khúc nhạc trữ tình, quê hương, bông điên điển, mưa nửa đêm, ngẫu hứng lý qua cầu, chính là sự cứu rỗi tinh thần, xua tan nỗi nhớ nhà của nữ ca sĩ thời điểm đó." Cuộc đời Phi Nhung bước sang một trang mới vào năm 1993. Trong một lần đi hát thiện nguyện ở chùa, cô tình cờ gặp Trizy Phương Trinh, lúc ấy là ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Mến mộ giọng hát của đàn chị, Phương Trinh khuyên Phi Nhung nên theo đuổi nghiệp cầm ca và ngỏ ý giúp đỡ. Cùng năm, Phi Nhung quyết định chuyển sang California để tạo dựng sự nghiệp. Được sự giới thiệu, hướng dẫn của Trizy Phương Trinh, Phi Nhung bắt đầu đi hát ở một số sân khấu nhỏ, nhà hàng với mức cát-xê khiêm tốn. Không lâu sau, Phi Nhung được yêu mến với giọng hát ngọt ngào, thấm đẫm cảm xúc. Bài hát Sông Quê mà cô song ca cùng Thái Châu nhanh chóng tạo tiếng vang. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1994 đến năm 1998, Phi Nhung lần lượt giới thiệu 15 CD để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Nữ ca sĩ được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa vì mức độ phủ sóng dày đặc trên thị trường giai đoạn đó. Về Việt Nam năm 2005, Phi Nhung nhanh chóng trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông. Giọng hát ngọt ngào, pha lẫn chất khàn đặc biệt của cô để lại dấu ấn trong lòng của khán giả. Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1970 kết hợp cùng nhiều nam ca sĩ như Thế Sơn, Duy Trường. Tuy nhiên, tri kỷ âm nhạc của Phi Nhung phải kể đến là Mạnh Quỳnh. Cơ duyên gặp Mạnh Quỳnh theo lời kể của Phi Nhung là tại một chương trình ca nhạc ở Canada. Cả hai có màn song ca trong một liên khúc. Ở một số đoạn, Phi Nhung quên lời, Mạnh Quỳnh khi ấy đã nhắc cô một cách nhỏ nhẹ, tinh tế. Phi Nhung nhớ lại, ấn tượng ban đầu về Mạnh Quỳnh là người đàn ông nhẹ nhàng, dễ chịu. Về sau, cả hai hát chung trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Màu Hoa Tím, Dòng Sông Hò Hẹn, Thành Phố Buồn, Đừng Nói Xa Nhau, Tình Đời trở thành ca khúc nằm trong lòng ký ức của thế hệ người yêu nhạc trữ tình ở thập niên 2000. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có lúc trở thành vợ chồng, có lúc thành tình nhân trên sân khấu. Cả hai kết hợp ăn ý, tình tứ và mùi mẫn. Mạnh Quỳnh thậm chí không ngại nắm tay, ôm hôn, nói lời yêu với Phi Nhung. Người yêu nhạc luôn kỳ vọng cặp đôi vàng trên sân khấu sẽ về chung một nhà ở ngoài đời. Thế nhưng, nam ca sĩ dùng hình ảnh lửa và rơm ướp để ví von mối quan hệ của anh cùng đồng nghiệp. Mạnh Quỳnh nói cả hai chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, chưa bao giờ đi xa hơn tình yêu. Anh bộc bạch trong một bài phỏng vấn của Zing: "Chúng tôi lên sân khấu luôn theo cảm xúc của bài hát, không có bất cứ sự sắp đặt nào. Vì vậy, đứng trên sân khấu cùng Phi Nhung, tôi luôn có cảm giác thoải mái. Tôi có thể diễn chung với bất kỳ ca sĩ nào, dù hay đến mấy vẫn không tìm được cảm xúc như hát với Phi Nhung." Điều ít người biết,
Phi Nhung chính là bà mối xe duyên cho Mạnh Quỳnh và vợ của anh. Nữ ca sĩ cũng trở thành người bạn thân thiết của gia đình Mạnh Quỳnh. Trong những dịp Mạnh Quỳnh về nước biểu diễn, trên sân khấu không thể thiếu Phi Nhung. Và rồi, khi người tình âm nhạc vướng bạo bệnh, từ Mỹ, Mạnh Quỳnh gửi lời động viên. Cố lên bạn tôi nhé, ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại. Mình đã bên nhau suốt quãng đường dài nhiều chông gai vất vả. Hãy mạnh mẽ và kiên cường như cuộc đời của bạn. Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn. Trái ngược với sự sôi nổi trên sân khấu, Phi Nhung kín tiếng về đời tư. Cô chưa từng một lần chia sẻ về chuyện tình cảm trên truyền thông. Chỉ đến năm 2017, giọng ca Bông Điên Điển mới chính thức công khai con gái ruột có tên Wendy, sinh năm 1992, đỗ thủ khoa chuyên ngành y tế và hiện làm việc ở một bệnh viện tại Mỹ. Tiết lộ về lý do giấu con trong gần 20 năm, Phi Nhung cho biết cô mong muốn Wendy có cuộc sống bình yên, trưởng thành, không bị chú ý. Kể về quãng thời gian tự mình sinh con rồi làm bà mẹ đơn thân trên nước Mỹ, cô bày tỏ đó là những tháng ngày cực khổ, cô đơn đến tột cùng. Phi Nhung phải chấp nhận xa Wendy trong nhiều năm để đến miền đất mới lập nghiệp với mong muốn tạo dựng cuộc sống mới đầy đủ cho con gái. Còn về thông tin cha của con gái, Phi Nhung giữ kín. Ca sĩ năm 1972 hiếm hoi chia sẻ, cha Wendy rất tốt, hiền, giỏi nhưng không có duyên. Chỉ có một người con ruột nhưng Phi Nhung lại là người mẹ nhiều con nhất Việt Nam. Sau nhiều năm, nữ ca sĩ nhận 23 người con nuôi, một số ở chung nhà với cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, Bình Phước. Trong chương trình Ký ức vui vẻ lên sóng năm 2019, Phi Nhung tâm sự cô nhận nuôi nhiều người con vì bản thân từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tuổi thơ thiếu tình thương của cha mẹ. Nữ ca sĩ bộc bạch nói, tôi làm nhà mồ côi cho các em nhỏ gọi tôi bằng má, nó cũng như bù lại cái hồi nhỏ tôi không có má để gọi. Và tôi hiểu tiếng gọi đó thiêng liêng và giá trị như thế nào. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Phi Nhung vẫn chăm chỉ làm thiện nguyện. Cô tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Người thân cho biết, nữ ca sĩ đã dự tính chuyện về Mỹ làm show gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện nhiệt đới. Sau khi có triệu chứng đầu tiên, Phi Nhung đã đến bệnh viện xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay vào một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, sức khỏe của Phi Nhung từng có tiến triển, thế nhưng cô đã không chiến thắng được COVID-19. Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Yên nghỉ và tạm biệt Phi Nhung, cành lan tím trong lòng người yêu nhạc. Thông cáo báo chí cuối cùng. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện, giúp đỡ, giúp người. Nghe tin chị bệnh, ngày ngày chiến đấu với COVID-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine, thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị, không phải đối mặt với cơn nguy kịch. Ngày đó, vào tháng 7 năm 2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine COVID-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành như thế này. Nhưng Phi Nhung lại nghĩ khác, chị quyết ở lại vì Sài Gòn đang tổn thương như thế này. Nhiều người còn khổ vì dịch nên mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, chị gửi gạo cho người nghèo. Chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi, nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị quan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động
nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm COVID-19 hàng tuần. Nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị ngày đó đi Mỹ rồi chích ngừa, đã không có cảnh này. Chị chỉ cười, không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Và mọi người luôn tin chị, cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả, bạn bè, đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này chị đã nói dối. Một lời nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương. Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc, Phi Nhung cũng vậy. Nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện. Phi Nhung chân thành chia sẻ, tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu. Cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương âm, còn tất cả chuyện gì tôi cũng không quan tâm. Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung. Từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt. 20 năm một hành trình dài để đủ viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng. Thưa quý vị, Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Chị qua đời do biến chứng nặng của COVID đông đặc phổi và hoại tử từ một phần phổi, bão cytokine, suy đa cơ quan. Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, ca sĩ này đã được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối ngày 22 tháng 9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc. Hồi tháng 8, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm, ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự, muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái. Nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch. Mình ở lại có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Lúc này, người hâm mộ đã tìm lại bài đăng cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi qua đời. Theo đó, tối ngày 22 tháng 8, Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết, ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe lúc ấy. Chị nói, nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này, kính mong mọi người thông cảm. Giờ đây, khi nhìn lại bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, netizen đã không khỏi nghẹn ngào.